Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone. Xin chào, tôi là Giang. Hi everybody, I'm Giang. Welcome to VietnamesePod101.com's 3 phút học tiếng Việt. The fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying cảm ơn. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Vietnamese. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! So, let's start. The general greeting in Vietnamese is Xin chào. Xin chào. Xin chào means hi or hello and is used when we meet each other. As I already mentioned in the first lesson, you can say xin chào in both formal and informal situations as well as at any time of the day. Vietnamese people do not distinguish which part of the day they are meeting when greeting each other. So such words as good morning, good afternoon, or good evening are basically not in use. When leaving, we say tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt literally means goodbye and is considered both formal and informal. Finally, see you soon in Vietnamese is hẹn gặp lại. And again, it is used both formally and informally. The more intimate way to say see you soon is hẹn gặp lại nhé. Nhé literally has no meaning. It is added at the end just to make the sentence more natural and melodious. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. Now you can greet people in many different ways in Vietnamese. Let's review them all again. When meeting each other at any time of day, xin chào. When leaving, tạm biệt. When we will see the other person again, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. It's easy, isn't it? Now it's time for Giang's insights. A more natural way to greet someone is to remove the word xin and just say chào with a pronoun appropriate for the listener. Vietnamese language consists of a complicated system of pronouns which vary according to gender, age, and the closeness of the relationship. For example, chào bạn, chào anh, chào chị, chào em, chào chú, chào bác, chào cô. Well, this sounds complex, right? But once you learn more, you'll find them interesting. Anyway, the easiest and safest way to greet someone is saying xin chào, and just that. Pretty convenient, isn't it? Tạm biệt, hẹn gặp lại. How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Người đàn ông và người phụ nữ đang xem thực đơn tại một nhà hàng. Người đàn ông đã gọi món gì? Em muốn gọi món gì? Cái bánh pizza này trông ngon nhỉ? Em chọn bánh pizza này. Anh đã ăn pizza ngày hôm qua nên... Ồ, vậy bánh hamburger thì sao ạ? Tuyệt đấy, anh chọn nó. Người đàn ông đã gọi món gì? Người đàn ông và người phụ nữ đang xem thực đơn tại một nhà hàng. Người đàn ông đã gọi món gì? Em muốn gọi món gì? Cái bánh pizza này trông ngon nhỉ? Em chọn bánh pizza này. Anh đã ăn pizza ngày hôm qua nên... Ồ, vậy bánh hamburger thì sao ạ? Tuyệt đấy, anh chọn nó. How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người phụ nữ đang ăn bữa trưa tại một nhà hàng. Cô ấy định gọi gì? Chị có muốn dùng cà phê hay món tráng miệng sau bữa ăn không ạ? Anh có những món tráng miệng nào? Dạ, có bánh pudding và bánh táo ạ. Thực ra tôi chỉ muốn một tách cà phê. Chị muốn đường và sữa chứ ạ? Làm ơn mang cho tôi cả sữa nữa. Cô ấy định gọi gì? Một người phụ nữ đang ăn bữa trưa tại một nhà hàng. Cô ấy định gọi gì? Chị có muốn dùng cà phê hay món tráng miệng sau bữa ăn không ạ? Anh có những món tráng miệng nào? Dạ, có bánh pudding và bánh táo ạ. Thực ra tôi chỉ muốn một tách cà phê. Chị muốn đường và sữa chứ ạ? Làm ơn mang cho tôi cả sữa nữa. How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Người phụ nữ đã ăn gì sáng nay? Ôi, em đói quá. Em đã ăn sáng chưa? Có, em đã ăn rồi, nhưng em chỉ ăn một ít thôi. Em đã ăn gì đấy? Em ăn sữa chua và cà phê. Thế thì quá ít, em cũng nên ăn bánh mì và hoa quả nữa. Người phụ nữ đã ăn gì sáng nay? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Người phụ nữ đã ăn gì sáng nay? Ôi, em đói quá. Em đã ăn sáng chưa? Có, em đã ăn rồi, nhưng em chỉ ăn một ít thôi. Em đã ăn gì đấy? Em ăn sữa chua và cà phê. Thế thì quá ít, em cũng nên ăn bánh mì và hoa quả nữa. How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người phụ nữ đang nói chuyện với sếp của cô ấy. Họ sẽ uống gì trong buổi họp? Chúng ta sẽ có một cuộc họp với chị Trang đến từ chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều nay. Liệu văn phòng có còn đồ uống nào không? Dạ, vẫn còn có cà phê ạ. Chị Trang không uống cà phê đâu. Mình có nước đóng chai không? Có ạ, em nghĩ vẫn còn vài chai. Tuyệt vời, tốt lắm. Sếp có muốn uống gì không ạ? Anh cũng sẽ uống cùng một thứ. Họ sẽ uống gì trong buổi họp? Một người phụ nữ đang nói chuyện với sếp của cô ấy. Họ sẽ uống gì trong buổi họp? Chúng ta sẽ có một cuộc họp với chị Trang đến từ chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều nay. Liệu văn phòng có còn đồ uống nào không? Dạ, vẫn còn có cà phê ạ. Chị Trang không uống cà phê đâu. Mình có nước đóng chai không? Có ạ. Em nghĩ vẫn còn vài chai. Tuyệt vời, tốt lắm. Sếp có muốn uống gì không ạ? Anh cũng sẽ uống cùng một thứ. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Vietnamese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông đang gọi điện thoại tới một nhà hàng.
Mấy giờ nhà hàng sẽ đóng cửa? Xin lỗi, các chị mở cửa muộn là đến mấy giờ? Chúng tôi mở cửa cho đến 11 giờ đêm, nhưng nhận gọi món cuối cùng sẽ vào lúc 10 giờ tối ạ. Ồ, tốt. Tôi đã nghĩ các chị đóng cửa rồi vì bây giờ cũng muộn. Trước đây chúng tôi đã thường đóng vào lúc 10 giờ tối, nhưng chúng tôi đã kéo dài thời gian mở cửa. Ồ, tôi hiểu. Nhưng chúng tôi đóng cửa lúc 9 giờ tối các ngày chủ nhật. Ok, tôi hiểu rồi. Mấy giờ nhà hàng sẽ đóng cửa? Một người đàn ông đang gọi điện thoại tới một nhà hàng. Mấy giờ nhà hàng sẽ đóng cửa? Xin lỗi, các chị mở cửa muộn là đến mấy giờ? Chúng tôi mở cửa cho đến 11 giờ đêm, nhưng nhận gọi món cuối cùng sẽ vào lúc 10 giờ tối ạ. Ồ, tốt. Tôi đã nghĩ các chị đóng cửa rồi vì bây giờ cũng muộn. Trước đây chúng tôi đã thường đóng vào lúc 10 giờ tối, nhưng chúng tôi đã kéo dài thời gian mở cửa. Ồ, tôi hiểu. Nhưng chúng tôi đóng cửa lúc 9 giờ tối các ngày chủ nhật. Ok, tôi hiểu rồi. You're about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that today's special is spicy chicken with grilled vegetables. Món đặc biệt trong ngày, gà cay, rau nướng. Hi YouTube, welcome back. Thank you so much for watching the videos and leaving the comments because it really helps me to improve my videos. So for today, actually I'm a foodie person. I'm not a fussy eater. But actually, do you know there's some kind of food that can kill you quickly? Let's see what we have to avoid. But of course in Vietnamese, 10 foods that can kill you faster. Thịt sông khói. Thịt sông khói. Bacon. Thịt sông khói. Thịt sông khói. Thịt sông khói. Bacon. Okay, so here thịt is meat or pork in general, and sông khói means smoked. Smoked. So thịt sông khói, bacon. And actually it's really delicious. It's good for bread, it's good for sandwich, it's good for hamburger, but it's not good at all because it has a lot of fat, the bad kind, so you shouldn't eat too much. So in sentence you can say anh ấy rất thích ăn thịt sông khói. Anh ấy rất thích ăn thịt sông khói. He likes eating bacon a lot. Or something else, thịt sông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Thịt sông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Bacon is yummy but it has a lot of fat. Thịt sông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Nước uống tăng lực. Nước uống tăng lực. Energy drinks. Nước uống tăng lực. Energy drinks. Nước uống tăng lực. Nước uống tăng lực. Okay, so energy drinks is, how to say, it's good for you sometimes when you want to stay awake or if you need to stay awake for work. But actually it's not good for your health at all because it might cause you dependence or poor sleep, and because of that I try to reduce as much as possible. I only take very few if I need to. So in sentence you can say nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe. Nhiều người nghĩ
Nước uống tăng lực, có lợi cho sức khỏe. Many people think that energy drinks are good for one's health. Nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe, but actually it's not. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến. Processed meat. Thịt đã qua chế biến. Processed meat. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến. Okay, so processed meat contains various chemical compounds which are not really or naturally present in fresh meat. And some of them are harmful to your body. So because of that, if you keep eating it for a long time, it might increase the risk of chronic disease, especially cancer. So if you don't want cancer, just don't eat it. So in a sentence, you can say if someone invites you to buy or to eat that, tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. I don't want to eat processed meat. Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. Okay? Các bữa ăn đông lạnh. Các bữa ăn đông lạnh. Frozen meals. Các bữa ăn đông lạnh. Frozen meals. Các bữa ăn đông lạnh. Các bữa ăn đông lạnh. Okay, so các bữa ăn đông lạnh or thực phẩm đông lạnh are frozen meals. So if you are watching sodium, you should especially carefully about frozen meals or frozen dinners, because some of them are loaded with fat, calories or sodium. So in sentence, nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá bận. Nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá bận. Many people buy frozen meals because they are too busy. Nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá bận. Khoai tây chiên giòn. Khoai tây chiên giòn. Potato chips. Khoai tây chiên giòn. Potato chips. Khoai tây chiên giòn. Khoai tây chiên giòn. Okay, I know this one. Everybody likes chips, but actually chips are typically high in fat and calories, which is, you know, already, right? So in sentence, you would say, trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Kids like potato chips a lot. Trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Bơ thực vật. Bơ thực vật. Margarine. Okay, bơ thực vật is margarine, but actually bơ is butter and thực vật is vegetable, you know that? So margarine is very high in bad fat and low in good fat and also lacking in vitamin and minerals. So because of that, it's very affordable, sometimes it's very cheap. And therefore, many restaurants are using margarine to reduce their cost. So in Vietnamese, if you want to speak about this, you can say nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Many restaurants use margarine to reduce cost. Nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Bỏng ngô vi sóng. Bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. Bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. Bỏng ngô vi sóng. Bỏng ngô vi sóng. Okay, so bỏng ngô is popcorn and vi sóng is microwave. So bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. A study has found that an acid can be extracted from the chemical in the plastic bag of microwave popcorn, which causes cancer in animals and is likely cause cancer in humans too. However, people usually buy microwave popcorn for convenience. And if you want to say this one in Vietnamese, you can say mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. Mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện.
People usually buy microwave popcorn for convenience. Mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Instant noodles. Mì ăn liền. Instant noodles. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Okay, so everybody said that instant noodle is not good for your body, your health, your skins, and it's very cheap, so it's not high quality. Okay, agree, but you know, spicy instant noodle with kimchi is amazing. That's it. So, but anyway, it's not good for your health. And in sentence, you can say, sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. College student often eat instant noodles to save money. Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. Kẹo. Kẹo. Candy. Kẹo. Candy. Kẹo. Okay, so this word has the tone mark zona. Because of that, you have to pronounce very strong. Kẹo. Okay? Kẹo. So if you are eating candy every day, you may not eat enough of foods necessary for your good health. So because of that, you must say to yourself every day that ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Eating too much candy can give you cavities. Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Okay, so remember. Soda. 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 Because the O sound in Vietnamese is O, and A sound in Vietnamese is A. So soda. Is soda best for your health? My answer is sure. I think so, because some would say that anything in moderation is okay, but when it comes to soda, the amount of sugar and additives is so high that I don't think moderation even exists. So in sentence, you can say that trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Kids shouldn't drink too much soda. Trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Okay, that's all for today. 10 foods that can kill you faster. I love some of them, but actually I have no choice but sacrifice if I want to live longer or healthier, of course. And if you have any questions or recommendations, just let me know in the comments below, okay? Please also don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much for watching the video and see you next time. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone.